thoát khỏi cái lồng tù giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha mẹ kính mến của con ơi khi đã được thành thơi đứng trong bụi dứa xanh mờ tiếng hò reo của bọn trẻ nghe đã xa lắm không còn lo ngại gì nữa tôi mới duỗi cánh vươn vai thở một hơi dài tôi gạm vội tí cỏ cho đỡ đói mấy bữa nay quả là tôi cũng vờ ốm thêm để đỡ vài đi chọi nhau cho nên nhịn ăn có mệt mỏi đi thật no rồi tôi phủ phục xuống chụm chân đánh một giấc ngủ ngon lúc tỉnh dậy xung quanh và đằng xa chỉ có cái im lặng chập chờn buổi trưa lũ trẻ chắc đã về trong xóm nghĩ xa nghĩ gần trong vụ tôi phân vân nửa muốn đi một phen đi chơi xa lại nửa muốn về thăm nhà dẫu sao trong mấy ngày qua tôi cũng nảy ra một ý nghĩ rất đẹp là đã được thấy mặt đất này bao la không phải chỉ có cái bờ ruộng cái đầm nước của quê mình có phải trong cảnh trói buộc lại hay có những ao ước phóng khoáng chăng? Chỉ biết lũ trẻ kia giam giữ mình, nhưng phong cảnh non nước thì bao giờ cũng chờ đón và thúc giục ta hãy vui chân lên, hãy cố đi cho khắp thế gian. Đời trai mà không biết bay chảy, không biết đó đây thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm. Sau cùng, trước khi đi, tôi quyết định trở lại nhà. Tôi nhớ từ ngày bị bắt, mình xa nhà đã lâu, Tôi chắc ngày ấy có khi mẹ tôi lại thăm hang tôi. Thấy dược màn tan tành, hẳn người đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Nghĩ như thế thì tôi nhớ và thương mẹ tôi lắm. Tôi là con út trong lứa sinh, mẹ thương tôi đã cho bao nhiêu cọt non lúc đem tôi đến ở hang mới. Tôi trở về quê hương, tôi cũng tính thêm rằng sau khi về thăm mẹ, khi mẹ tôi nhìn thấy mặt, mừng tôi sống, vẫn khỏe, người an tâm rồi, Bây giờ tôi sẽ tính một cuộc du lịch xa xôi. Tôi sẽ cỏ tìm lối về. Đường về xa lắc xa lơ. qua một vùng cỏ xước xanh dài, chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Tôi lắng tai, đoán ra tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. Vài bước nữa, tôi gặp chị nhà trò, ngồi gục đầu bên tảng đá cội. Chị nhà trò này đã bé nhỏ, lại gầy gùa, yếu đuối quá, người bự những phấn như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh cô nàng mọc như cánh bướm non, lại gắn chuồn chuồn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù khỏe cũng chẳng bay được xa. Các chị nhà trò vốn họ bướm, cả đời chỉ biết vờn vơ quanh quẩn trong bờ bụi mà thôi, nhà trò đương khóc. Nghe như có điều oan trái gì đây, tôi bèn hỏi, làm sao mà khóc đường khóc chợ thế kia em? Chị chàng ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa rồi cúi chào lễ phép. Các cô nhà trò bao giờ cũng lịch sự và mềm mại. Em chào anh, mời anh ngồi chơi. Tôi nói ngay, có gì bật ngồi, làm sao khóc nào? Thế là chị ta bổ lung bổ loa. Anh ơi, anh ơi, hu hu, anh cứu em, hu hu. Đứa nào, đứa nào bắt nạt em? Thưa anh, bọn nhện anh cứu, hu hu. Tôi sốt ruột, nhện nào, sao cứ khóc thế? Kể rõ đầu đuôi mới biết làm sao mà cứu được chứ. Nhà trò kể. Năm trước, phải khi trời làm kém đói, mẹ em phải vay lương ăn của nhện. Sau đấy, không may, mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa ăn cũng chẳng đủ. Làm ăn trả ra thế nào, bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng, món nợ cũ chưa trả được, nhện cứ nhất định bắt chặt nợ. Mấy bận, nhện đã đánh em, hôm nay bọn nhện trăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân vặt cánh ăn thịt em. Tôi sửa cả hai càng xa, bảo trà trò. Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác, không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu, đời này không phải như thế. Tôi dắt nhà trò đi. Một quãng, tới chỗ mai phục của bọn nhện. Bọn nhện đã công phu trăng bên đường nọ, sang bên kia trăng chịt biết bao nhiêu tơ nhện, trùng trùng, đẹp điệp Đối giá một chút, mũi mắt nhỏ nhất, loài mũi cũng không chui lọt. Lại thêm, sừng sững giữa lối đi, một anh nhện canh gác. Ý, hãy thấy bóng nhà trò đã là làm hiệu cho lũ nhện nấp hai bên đường kéo ra khi tôi gần tới mạng lưới nhìn vào các khe đá xung quanh đã thấy lủng cục những nhện là nhện nhện mẹ nhện con nhện già nhện trẻ nhện nước nhện tường nhện võng nhện cây nhện đá nhện ma đùa họ nhà nhện chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ Chỉ nhau cho biếu lấy tôi nấp sau càng tôi khiếp quá thu mãi người lại có lẽ bọn nhện chưa trông thấy tôi cất tiếng hỏi lớn ai đứng chóc bu bọn này sau đây cho ta nói chuyện. Từ trong hốc đá, một vụ nhện cái to nhất, cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. Sáng đây là vị chú chùm nhà nhện, nòm cũng đành đá, nặc đô lắm. Vậy thì đầu tiên tôi hãy xa cái oai của tôi. Tôi quay phát lưng, phóng càng đạp mạnh vào đầu mụ nhện một cái đạp. Mụ đỏ hoàng hốt, cò súng lại hãi ngay. Số thế là bộ cứ dập đầu xuống đất như cái chày xả gạo, tỏ ý hối hận và sợ hãi một điều gì đó, điều gì đó có lẽ bộ ta cũng chưa biết. Tôi thét, cứ sao dám kéo bè kéo cánh ra bắt nạt em nhà trò yếu ớt kia. Chúng mày có của ăn của đệ đứa nào cũng béo múp mít mông đít cả lượt như thế mà cứ cố tình đòi nó một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi là không được. Ta cấm từ giờ không được đòi nợ nhà trò nữa. Nó bé bỏng, làm chưa đủ nuôi thân, phải thương nó, suy xóa công nợ cho nó. Ở đời, thu hành, độc ác làm gì, thử trông đấy, bày bắt nạt nó, nhưng còn có ta khỏe hơn. Ta mới thử xó mấy cái đá hậu mà xem ra chúng mày đã thấy đáng nghĩ lắm rồi, phải không? Bọn nhện núp phía trong cùng dạ vâng lao sao, nghe rồi ạ, à, rối rít khe đá. Tôi ra lệnh, phá các phòng phê đi, đốt hết văn tự nọ đi. Lũ nhện nghe ngay lời tôi, cả họ nhanh nhẹn chạy ngang chạy dọc, phá các dây tơ trăng lưới, con đường về tổ nhà trò trên cành lá mua có một chiếc hoa tím phút chốc đã quang hẳn. Rồi vô số nhện nhấp nhô tung tăng đến, chân nắm trên cả à trà trò mà nhảy múa hát ẩm ý rất vui. Họ nhà nhện còn định mở tiệc thết tôi. Được cái họ nhà nhện thì lúc nào cũng khéo chữ lắm thức ăn ngon. Nhưng tôi từ chối, nói rằng phải vội đi, hẹn dịp khác sẽ qua chơi. Tôi từ xã bọn nhện và nhà trò. Chị nhà trò ôm vai tôi cảm động, không nỡ ly biệt, cứ theo tiến một quãng đường dài. Còn tôi, trong lòng khoan hỉ vì đã làm được việc đầu tiên có ích cho đời. Mấy hôm sau, về tới quê nhà, cái hang bỏ khoan của tôi, cỏ và rêu đã xanh kín lối vào. Nhưng đằng cuối bãi, mẹ tôi vẫn mạnh khỏe, hai mẹ con gặp nhau, mừng quá, cứ vừa khóc vừa cười. Tôi kể lại từ đầu chí cuối những ngày qua trong may rủi và thử thách mà bấy lâu tôi trải. Bắt đầu từ chuyện anh dế chót khốn khổ bên hàng xóm. Nghe xong, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, y như người ôm ấm khi mới xin tôi và bảo rằng. Con ơi, mẹ mừng cho con đã qua nhiều mối nguy hiểm mà trở về, nhưng mẹ mừng nhất là con đã rèn được tấm lòng chín chắn thật đáng làm trai. Bây giờ, con muốn ở nhà mấy ngày với mẹ, dù con đi du lịch xa, mẹ cũng bằng lòng. Mẹ không ấy náy gì về con đâu. Thế là con của mẹ đã lớn rồi, mẹ chẳng phải lo gì nữa mẹ tôi nói thế rồi chan hòa hạt nước mắt sung sướng và cảm động tôi nhìn xa cửa hang nơi mấy ngày nào tôi còn trứng nước ở đây và cùng cảm thấy nay mình có khôn lớn tôi thưa lại với mẹ mẹ kính yêu của con không bao giờ con quên được lời mẹ rồi ba đây con lên đường con sẽ hết sức tu tình được như mẹ mong ước cho con của mẹ